Không hiểu tại sao tôi lại có đôi chân đổ mồ hôi không thể kiểm soát. Thật khủng khiếp, đi vài bước đã mồ hôi đầm đìa. Và khi tôi cởi dép, mùi thối rất kinh dị. Vì vậy, trừ khi cần thiết, tôi mới bỏ dép ra. Dép tôi rất nhanh hỏng, một tháng hỏng hai đôi. Mỗi lần hỏng giống vậy, tôi phải lên mạng mua dép mới. Tôi tìm được dép này. Nhìn vào hình, để dép thật dày. Tôi thắc mắc 4.0 là gì? Tò mò, tôi quyết định mua một đôi. Đặt mua xong, tôi vẫn cảm thấy rất tò mò về nó. Mình sẽ cao lên thêm 4cm hay sao ta? Tôi thấy dép mới. Phải nói rằng, bước chân xuống có cảm giác mềm mại, cảm giác giống như đang dẫm lên bọt biển. Vì chân tôi bị mùi mồ hôi suốt cả ngày, nên mùi khá nồng nặc. Sợ làm phiền người khác, tôi quyết định rửa chân. Rửa xong, tôi hào hứng đi khoe dép mới. Có lẽ do tôi chạy quá nhanh, và chân còn ướt, tôi trượt chân sụp một cái. Mất thăng bằng, chân tôi trượt dài. Một chân trọt luôn qua lỗ dép, và kẹt ở cổ chân. May là không ai thấy, thật là ngượng chí mặt. Tôi tìm chỗ vắng người để rút dép ra, cố gắng kéo nhưng không rút ra được. Kẹt chặt quá, không rút được, đành phải cố đi thôi, sau đó tìm ai đó giúp kéo dép ra. Tôi lê lết đi trên đường với bước chân khập khiễng. Mọi người nhìn thấy đều bật cười, thật là ngượng không thể tả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như thế. Mặt tôi đỏ bừng lên tới tận cổ. Nếu bây giờ tôi xin ai đó giúp đỡ, chắc chắn sẽ thu hút đám đông. Tôi sợ bị chúng nó phát hiện ra mình bị hôi chân và chọc quê lắm. Tôi vội vã chạy vào con đường nhỏ. Ấy, hình như tôi dẫm phải cái gì ấy. Cảm giác quen thuộc như mới trải qua. Liệu có phải dép đã tự về vị trí cũ không? Cái cảm giác này cũng êm chân lắm. Không lẽ dép mới cũng biết mình hôi chân và đang giúp mình? Tôi nghĩ vậy. Tôi cúi xuống giọng, trời ơi Chu Bin. Tôi dẫm Chu Bin. Làm sao lại dẫm phải nó chứ? Thật đau lòng. Không biết tại sao Chu Bin đi xô ở đây nữa. Tôi chùi chân xuống đường. Chui chui chui. Rồi chạy thật nhanh để đi tìm vòi nước rửa chân. Bỗng tôi thấy một anh trai. Trông anh ấy có vẻ cũng bằng tuổi tôi. Chỉ có mình anh ấy có thể nhờ giúp. Như thấy được vị cứu tinh, tôi tiến lại. Anh ơi, giúp tôi với. Chân tôi kẹt không rút ra được. Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, rồi bất ngờ nở nụ cười. 20.000 nhé. Tôi ngớ người, 20 cái gì? Phải trả công chứ. Trong đầu tôi loạn lên, trời, đắt quá. Đôi dép còn chưa tới 20. Nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn tốt hơn là mình lết dép trên phố. Được, 20 thì 20. Rút ra được thì tôi trả cho. Tôi ngồi xuống, bỗng dưng anh ta hỏi, ê có nghe mùi gì không? Cái gì mà thối thế này? Tôi nói lắp bắp, à, có lẽ là mùi con mèo hay chó ở đây. Anh ta nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục, thật là thối, hay mùi chân của bạn? Tôi nói, không thể nào, không tin thì cứ ngửi thử. Anh ta dùng hết sức nhưng không rút ra được. Tăng tiền cho tôi nha, tôi thêm 10 nữa. Anh ta tiếp tục, mùi chân của tôi hòa với mùi vật lạ vừa dẫm phải, mùi càng trở nên nồng nặc. Anh ta mếu, tôi không chịu được. Chân bạn quá thối, tôi nói, sao có thể? Chân tôi sạch sẽ mà. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Thật không thể tin. Anh ta tiếp tục cố gắng. Cha, mày phải trả thêm cho tao mùi nữa. Được, thêm thì thêm. Anh ta cố gắng hết sức nhưng vẫn không được. Mồ hôi chân tôi ra nhiều hơn, nhưng dép vẫn kẹt. Anh ta lại cố gắng. Lúc này thì, mùi càng trở nên khủng khiếp. Anh ta bỏ tay ra, lùi lại. Mùi này từ đâu ra thế? Anh ta như muốn khóc. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Sao không làm nữa à? Tôi gọi. Này, đừng đi, tôi cho thêm 10 nữa. Thêm 20 thì tôi mới làm. Ok, thêm 20. Thôi, tao không làm đâu, chân mày thối lắm. Tao về sẽ up vụ này lên mạng cho mày xem. Tôi ngồi đó lo lắng, không biết nó có đưa tôi lên mạng không. Thôi, giờ đi về báo bố vậy.